Xin chào anh em nhé, mình là Huy. Hôm nay mình lại có một cái video quay clip để gửi cho anh em đây. Hôm nay thì mình sẽ review một cái sản phẩm, đấy là sản phẩm cân cân điện tử nhà bếp, cân nhà bếp mini. Đó thì cái sản phẩm này có giá bán chỉ tầm hơn 30.000 thôi. Thì nếu mà anh em nào quan tâm thì có thể click vào cái link bên dưới để có thể mua hàng anh em nhé. Thì hiện tại thì cái sản phẩm này thì nếu mà các bạn mua ở trong khu vực Hà Nội thì phí ship sẽ rất là rẻ, chỉ dao động tầm 11.000 thôi. Còn nếu mà anh em mà các ngoại tỉnh mà có muốn mua thì có thể gom đơn hàng vào. Thì với các đơn hàng ngoại tỉnh thì sẽ tùy từ khu vực, nhưng nói chung là nếu mà anh em gom đơn vào thì phí ship cũng sẽ rất là rẻ. Đó, ví dụ anh em hiện tại có các chính sách vận chuyển như là đơn 250.000 thì các anh em sẽ được hỗ trợ 40.000 phí vận chuyển. Còn ngoài ra mà có một số các event thì thậm chí là chỉ cần đơn 50.000 thì các anh em đã được hỗ trợ 40.000 phí vận chuyển rồi. Tức là anh em chỉ cần mua thêm một món đồ nhỏ nhỏ gì nữa thôi thì là sẽ được mua cái sản phẩm này hoàn toàn miễn phí. Miễn phí đây, miễn phí vận chuyển anh em nhé. Thậm chí các anh em mà nếu mà hôm nào mà có mã giảm giá nhập vào thì có khi là mua không mất tiền. Rồi, thì đấy là giới thiệu sơ qua về phí vận chuyển. Còn bây giờ thì mình cầm trên tay cái sản phẩm này, cân này, cân nhà bếp này. Cân này có cái ký hiệu là model KCA001 đấy nhé. Đây anh em nhìn này, KCA001 này. Rồi thì cái KCA thì mình nghĩ chắc là chẳng của một hãng nào cả. Cái sản phẩm này là no name thôi, không tên không tuổi gì cả. Nguồn gốc thì chắc chắn là của Tàu rồi. Sản phẩm với giá có hơn 30.000 thì không thể đòi hỏi được là của các cái hãng sản xuất chất lượng hoặc là uy tín trên thế giới. Thế nhưng nói chung là nếu mà anh em hoặc có trong hoặc các bạn hỗ trợ mua để sử dụng cân những cái gì đấy nhẹ nhàng hoặc đơn giản, hoặc là cân những cái đồ bé bé thì mình nghĩ là hoàn toàn hợp lý nhá. Rồi, ở đây thì có cái hộp này màu trắng này, nhìn cũng khá là đẹp này. Cầm trên tay thì khá là cứng cáp này. Bên cạnh này có đánh dấu màu luôn này. Đây là màu tím này. Cân màu tím thì màu này thì màu tím thì đối với mình nghĩ là cũng khá là độc đấy. Rồi, đằng sau này thì chị hoàn toàn rất là ít thông tin anh em nhé, không có hề có ghi là sản xuất tại đâu hoặc là hướng dẫn sử dụng như nào cả, hoàn toàn rất là đơn giản. Và cực kỳ đơn giản. Đấy, mà sau có đúng một cái thông tin như này thôi. Đó. Thì ở đây thì có ghi thông tin là thứ nhất là có một cái ở đây có hướng dẫn này, có một cái pointer tức là một cái điểm mốc này, còn ở trên nó ghi là có ring wheel tức là có một cái vòng tròn này các bạn xoay này. Ở dưới thì nó giới thiệu là đây là có một cái ông như kiểu để nước đấy, và khả năng tối đa là có thể chứa được 500 ml. Rồi và cuối cùng là đóng gói thì thành một cái hộp như này, thì về cái tờ này, cái phần mặt sau này hướng dẫn giải thích như thế. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra nhá. Ở đây màu tím luôn anh em ạ, màu tím y hệt như kiểu màu Thanos luôn đấy. Không biết là búng tay phát thì có đi mất nửa cái cân không, nhưng mà màu tím thì khá là đẹp quyến rũ, đối với mình thì mình rất là thích màu tím. Rồi nhìn kỹ cho anh em thấy nhá, nguyên siêu luôn này đấy, có 30.000 mà đóng siêu luôn, xịn sò luôn, nhìn khá là ổn. Rồi thì anh em nhìn thấy thì hoàn toàn rất là đơn giản nhá, nhìn đấy chỉ có một cái cân đằng trước này, mặt đồng hồ này, và đằng sau này thì là một cái phần để chứa này, chính là cái để cân lên đấy. Cái này có thể chứa được tối đa 500 ml ấy. Rồi mình tạm gọi cái này là như kiểu cái sọt đi. Rồi bây giờ mình sẽ bóc ra này, bóc siêu này. Rồi rồi anh em nhìn nhá, đây có hai phần thôi này đấy, phần này phần chính là cái cân này đấy, phần này là cái phần để đựng ở trên này, cái sọt này. Rồi thì với cái kim nhìn ở đây thì anh em nhìn thấy là nó sẽ có mốc nó đề này, từ 0 cho đến 1.000 này, anh em nhìn này, từ 0 đến 1.000 này đấy. Và ở dưới này thì có giải thích rằng là 1.000 gram nhân 20 gram, thì tức là với cái mỗi một chỉ số ở đây thì các anh em nhân lên 20 gram lên đó, thì tương tự như vậy là 1.000 gram mà nhân với 20 gram thì chắc ở đây là tầm khoảng hơn là 20 cân anh em, cân là 20 cân nghe có vẻ cũng ra gì đấy nhỉ. Rồi thế bây giờ mình sẽ để lên thử lên xem, mình cân thử một đồ vật xem như thế nào nhá. Rồi thì bây giờ anh em nhìn này, cái khi mình để một cái đồ ấy lên này, thì cái kim đằng dưới nó sẽ nhảy. Thế anh em chú ý nhá, ở đây đằng sau này nó có một cái nút vặn này đấy, có một nút vặn này điều chỉnh này đấy, đấy điều chỉnh cái kim này đó. Rồi thế tức là bây giờ anh em mình để cái đồ này lên
và vặn làm sao cho nó cái kim này nó về bằng không. Đấy. Thì như vậy là tức là chuẩn đúng không ạ? Vì số 0 mà tất cả đều không. Rồi. Bây giờ trên tay mình anh em là bây giờ mình có một cái gói hạt điều. Thì này mình cũng không theo như mình đặt thì người ta có ghi chú là 100 g, thì bây giờ mình sẽ cân thử xem là cái này là đúng hay sai nhá. Rồi mình sẽ để ở đây. Rồi. Như vậy là cân ở đây là chỉ vào chỉ số là đúng 100 g luôn anh em nhé. Đây, để đây đúng 100 g luôn. Rồi. Thế thì cái mình cũng giới thiệu luôn là cái gói hạt điều này nhá, là mình mua ở trên mạng. Gói hạt điều này đề rõ là 100 g. Rồi. Và mình đặt lên đây luôn. Đúng 100 g luôn. Rồi. Mà cái bản thân của cái phần cái này thì có một cái lớp bong bóng ở ngoài, thì mình nghĩ là cái lớp bong bóng này thì chắc là cũng nhẹ, không không đáng kể là mấy. Vì cái này là chỉ là bóp xốp thôi mà. Rồi, đến đây. Như vậy là 100 g thì khá là chuẩn anh em ạ. Còn cái chỉ số mà ở dưới mà 1000 g nhân 20 g này thì là chắc là về mình sẽ tìm hiểu thêm. Chắc là đằng sau này là có một cái vặn này, thì có thể là sẽ điều chỉnh để làm sao đấy để chỉnh được cái mức ở thế. Nhưng mà tạm thời nếu mà không làm gì cả và không quan tâm cái số đề ở đây thì rõ ràng là đề ở đây là 100 g là hoàn toàn chuẩn. Như vậy là nếu mà 1000 g thì chúng ta sẽ cân được 1 cân. Như vậy là cái cân này cân tối đa được 1 cân. Thì mình nghĩ là 1 cân là sẽ là hợp lý, bởi vì bây giờ cái thực ra cái cân này nó rất là bé. Các bạn cầm cái cân cầm trên tay nó rất là nhỏ như này thôi. Đó thì mỏng manh, nó cũng khá là mỏng manh nữa, thì nếu mà các bạn anh em mà cân nhiều hơn thì chắc là mình nghĩ là sẽ không chịu đựng được. Vì anh em để ý là đằng sau này nó sẽ có một cái lò xo này. Đấy, có một cái lò xo này để coi như là dựa trên cái cân nặng đấy để có thể tính ra được cái chính xác là bao nhiêu gram. Đó, thế nên là mình theo mình nghĩ là mình cân là hoàn toàn hợp lý. Thì cái này thì sẽ phù hợp như thế nào? Thứ nhất là anh em cân những cái đồ nhỏ nhỏ dưới 1 cân. Đấy, thì bây giờ thay vì cầm cân cồng kềnh hoặc là anh em mua cái cân tiểu ly điện tử ấy thì rất là đắt. Thì bây giờ anh em cũng biết là một số những cái cân mà cân xịn nhá, cân xịn mà có chính hãng ấy, tên tuổi ấy, thì thông thường nó cũng phải dao động tầm 1 triệu. Ngày xưa mình cũng đã từng mua những cái cân như thế rồi. Đó, nhất là các bạn muốn cân những cái đồ nhỏ nhỏ, thậm chí là chính xác từng gram một, từng cái dấu phẩy một, thì các bạn nên mua cái cân tiểu ly đấy. Thì nhưng mà cái đấy thì rất là đắt. Thì còn nếu mà anh em muốn chỉ là cân bình thường thôi, đơn giản thôi, cân những cái đồ gọi là vui vẻ chơi bời thôi, cân cho nó, hoặc là trong các gia đình ví dụ như là, nhất là anh em nào mà hoặc là chị em nào mà nấu bếp ấy, mà mình muốn cân chính xác được là cái số lượng bao nhiêu để mình có thể thêm nếm hoặc là pha trộn hoặc mình nấu nướng trong gia đình, thì cái cân này là hoàn toàn hợp lý, dễ sử dụng, dễ dàng, đơn giản và quan trọng nhất là giá thành rẻ. Thì đây thì nếu mà đánh giá sản phẩm này thì mình sẽ đánh giá dựa trên tiêu chí là P trên E. P là liên quan đến giá thành và E là liên quan đến chất lượng. Thì P ở đây thì đối với giá thành thì mình nghĩ là 30 mấy nghìn thì hoàn toàn hợp lý. Đó thì rất là rẻ. Ví dụ bây giờ anh em mình ra ngoài ăn bát phở cũng đã 30 nghìn rồi, nhưng mà ăn phở gà đùi chắc phải 45 nghìn đấy. Thậm chí nếu mà lên Bát Hàn phố cổ thì chắc phải 100 mấy. Anh em phở thìn Bò Đúc thì chắc cũng phở thìn Bò Đúc thì chắc là cũng phải hơn 100. Đó thì khá là đắt, mà ăn xong là đi luôn đấy, ăn vào rồi lại đi ra đấy. Nhưng mà riêng cái cân này thì chắc là dùng vài năm thì trừ khi bao giờ nghịch nhiều quá hoặc là ném hỏng thì sẽ vỡ đấy. Còn nếu không thì mình nghĩ 30 mấy nghìn là hợp lý. Thì ở đây với chỉ số giá thì mình sẽ cho là tầm khoảng 9 điểm rồi. Thế còn chỉ số về chất lượng thì sao? Thứ nhất là mình nói luôn là cái vì giá thành rẻ nên là mình nghĩ là cái cân này cầm trên tay thì cảm giác nó hơi nhẹ, nó nhẹ quá. Bây giờ nó khá là mỏng manh, tức là các cái nhựa nhất các thứ này. Thực ra nếu mà mình sờ ở đây thôi thì mình cũng cảm giác nó rất là coi như là không phải nhựa đểm đâu, nhưng mà nói chung là để mà nói so với sản phẩm chất lượng cao thì nó không hoàn toàn đạt được. Nhưng mà nói chung là sờ nhựa này thì mình thấy là cũng hợp lý này, ok này, nó cũng cứng cáp đấy, sờ thì trơn chu đấy. Nhưng mà nó không, nhưng mà cảm giác cầm trên tay đấy thì nó cũng cảm giác nó hơi hàng mã một tí bạn ạ, nhưng mà cảm giác nó kiểu hơi giống đồ chơi nhiều hơn đấy. Thế nhưng mà quan trọng nhất là mình thấy là cân thử thì vẫn là hoàn toàn chính xác đấy, đằng sau có số điều chỉnh cân. Thì về cái chất lượng này thì mình nghĩ là mình sẽ cho tầm khoảng 7 điểm đấy, ở mức trên trung bình một chút. Thì như vậy là cái sản phẩm này sẽ có chỉ số P trên E là 9/7. Đó thì mình nghĩ là với giá tiền và với mục đích của sử dụng thì mình nghĩ là hoàn toàn hợp lý. Các anh em có thể
căn vào cái đợt sale để mua về cái sản phẩm này với giá rẻ, hoặc là các anh em có thể không bị mất phí vận chuyển nha. Rồi đấy, thì trên đây là cái sản phẩm cân. Mình xin kết thúc cái buổi chia sẻ hôm nay ở đây. Nếu mà anh em nào mà có thắc mắc hoặc hỏi đáp thì các anh em cứ sẵn sàng comment ở bên dưới, mình sẽ hoàn toàn có thể trả lời những cái câu hỏi và thắc mắc ở bên dưới. Rồi thì rất là cảm ơn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.